Hướng tới kỷ niệm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Hội thao Người Khuyết Tật năm 2024 đã được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức. Hội thao Người Khuyết Tật năm nay có 8 đoàn với 100 vận động viên là người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, học sinh tại các trường khuyết tật, trường khiếm thị và khiếm thính trên địa bàn tỉnh tham gia. Các vận động viên thi đấu ở 6 nội dung, gồm đua xe lăn, xe lắc, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông và boxia. Làm mở ra cái sân chơi này cho người khuyết tật rất là ý nghĩa. Cho nên khi mà mình được hội người khuyết tật cử đi thi từ năm 2006, mình rất thích. Và từ ngày đó đến giờ là mình cứ theo hoài luôn. Năm nào tỉnh với thành phố và tổ chức hội thao cho người khuyết tật đó, mình thường tham dự. Và mình cũng mang được nhiều giải nhất môn cờ tướng về cho hội người khuyết tật. Hội thao là sân chơi ý nghĩa cho người khuyết tật giao lưu, thể hiện tài năng, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho các vận động viên tham gia giải.